Shibari! Shibari! Đi. Bạn này súng gần hết à. Shibari. Bé ở đây đi học có xa lắm hay không? Và nhà của các bé thì ở trên đồi hay là đường bằng phẳng như thế này? Anh giờ khó khăn là đếc nổi như thì không nghĩ anh chuồn lái này đếc nổi như bồn cày bò lưu yêu cày không? Qua nhà bạn không? Ta bà thang cả bay cả sơ đùa như bò. Như bọn mình ý là có những người trẻ là đứa nít đó, thì có người đi xa lắm cũng 3 cây số với tao bà thang thì đứa nổi chỉ mà nêu đây thôi nhàng bỏ đứa khi lót thịt mà ấy là có một số thì có ba mẹ tới đưa đón, có một số thì những như cũng đi đi bộ có, và một số là không đi xe đạp điện về với lại xe đạp bình thường. Do các cô đại diện tự trao. Hút hút khôn, ta ba hà khôn. Bye bye. Tạm biệt. La con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Sau khi làm lễ ban phước lành cũng như là cầu mong sự bình an trong cuộc sống thì Bùi Hồ cũng mong là những cái phước lành này đến với cô bác quý anh chị, tất cả các mạnh thường quân cũng như là cô bác quý anh chị đang xem kênh. Cũng mong là sẽ hành trình anh em trên cái chặng đường sắp tới sẽ gặp nhiều thuận lợi. Và bây giờ mấy anh em mình sẽ đi đến những cái bản vùng cao hoặc là trường học anh Hòa hả? Đây trường học mình phát bánh kẹo cho mấy đứa anh em học sinh gì đó, mấy đứa nhỏ học sinh trong vùng sâu. Dạ. Xong rồi tí nữa anh chị mình đi tiếp vô trong bản cho những người khó khăn hơn nhiều. Đây là một cái trường tiểu học hay sao anh? Đúng rồi, vừa trường tiểu học nhỏ nhỏ. Và có một anh Say, người Lào đang vô hỏi để mà phát quà cho các bé đúng không ạ? Đúng rồi. Hiện nay thì cũng khoảng gần 4 giờ chiều. Và các bé ở đây chắc có lẽ là cũng đang đi học ra. Đúng rồi. Và thật là hữu duyên khi mà được vô một cái trường tiểu học ngay tại tỉnh Chăm Ba Sát Lào này. Cũng có một điều gì đó hay hay, tại ngày xưa thì Vương Hồ cũng là một cái cũng từng đi dạy học nên vô đây có cảm giác cũng nó thiêng liêng ha. Gặp được mấy người cô, các bạn học sinh là người Lào thì cái cảm giác em sao nha? Dạ, nên mấy cô lên dễ thương lắm. Bây giờ mình xúc mình tết quà ha. Đây là một cái trường ở coi như là ở Cù Lao, ở vùng sâu. Đúng rồi. Thì nó vẫn còn một cái gì đó sự hoang sơ, sự thiếu thốn của các em đúng không anh? Dạ. Đây là một cái hành trình mà đến nỗi mà Bùi Hồ khá là bỡ ngỡ và bất ngờ. Học sinh học ở đây mấy giờ tan anh Hồ? 4 giờ hơn là họ sẽ chuẩn bị ra về rồi. Cái cảm xúc của cô bác quý anh chị nó vô cùng khó tả khi mà đến thời điểm này thì Bùi Hồ cũng gần 1 năm rồi, không có còn đi dạy nữa. Đặt chân vào một cái ngôi trường ở đất nước bạn Lào, nhìn những cái trẻ học sinh nó đến trường để nó đi học, để nó tìm con chữ, mình bỏ đâu và đặc biệt là rất là thấy hình ảnh này khá là ngộ nghĩnh. Khi mà Bùi Hồ quay nước phim này cũng là lúc Bùi Hồ đang cảm thấy ở trong cái cơ thể, cái con người mình nó lâng lâng và có một đôi chút xíu gì đó gọi là nổi da gà luôn. Và đây là các bé như là Shibari đi. Có vẻ như là các bé rất là ngại ngùng khi mà tiếp xúc với lại những người lạ. Thế đó hết, bánh kẹo thế đó hết. Đây là một cái ngôi trường tiểu học từ lớp 1 cho đến lớp 5. Các bé là người Lào hết à. Các đứa bé nhỏ nhỏ xinh xinh mặc đồ Sài Gòn ở đằng kia kìa. À, chạy à. Tao cà che cà đó. Shibari đi. Bánh gà làm có nó rồi. Và bây giờ thì anh Hòa đang lấy những cái nhu yếu phẩm, những cái lon nước để tặng cho các bé nè. Cô giáo kìa.
Dạ, xì vai đi. Xì vai đi. Gọi chút rồi phá với lùm lại hao tặng với lùm lại hao cả chốt ao. Quà hôm nay thì có cho cả những cái đứa bé ở trường học và có cả những cái phần quà mình là những cái nhu yếu phẩm cho gia đình. Em leo lên đây được không anh Hòa ơi? Được, được, được. Được, lên. Này là xà bông, rồi mì, đường ngọt. Là sữa, sữa đắng không? Có sữa cho ông ấy. Một cái cô giáo vùng cao, nước da ngăm ngăm, dáng người là nhỏ nhắn, là một cái cô trường tiểu học. Ở đây này có tất cả là bao nhiêu lớp mình không biết nữa hay anh Hòa ha? Mình cũng không nắm rõ được số lượng người. Nhân ơi, em có thể lên đây em sẽ thấy toàn cảnh nó khá là hay luôn á. Hoặc là rồi đi, đây nè, lên đây nè, em leo lên đây thử xem đi. Em nắm tay lại. Hình sự như này. Cái cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Hả? Đúng rồi. Hay hay sao nha? Anh bỏ bì, anh bỏ. Có cái bì sách đâu, cái bì sách đâu. À. Chỉ có một cô giáo thôi nha nhân. Nhưng mà cô đã tập trung được tất cả các bé xếp hàng một cái kia, các bé xen vô xếp hàng. Cảm xúc của anh em mình bây giờ rất là khó tả. Sáng bì bỏ. Thật sự anh chia sẻ với em như thế này nè, lúc nãy anh vô đây mà anh cầm cái máy anh quay lên đó anh nổi da gà. Nhiều ở Việt Nam rồi và nhiều trong số đó là những vùng sâu, nhưng cũng cần gặp các bé người đồng bào dân tộc ở Việt Nam mình đó. Thì các bé cũng có một cái nốt da đen nhiễm mà là chân cái bị đó cũng được lem, cái ví dụ như một cái sân trường học ở đây là một cái sân không hề có tấm nhựa, cho nên là bụi đúng không, bụi với lại cát đất ở đây không phá đi kìa nó đây lại đó đi ha, hay là đứng ở trên này. Bì anh em ở dưới đây ha. Dạ. Rồi, đây là những cái phần quà hôm nay anh em mình cùng chung tay nè. Đó luôn rồi. Ở đây các bé cũng có khăn hoàng. Khăn hoàng là em nhớ là gì không? Đội viên. Là các bạn này là lớp 4 hoặc là lớp 5 á. Cái phần trang phục đồng phục ở đây á anh Hồn, cái chân váy ở dưới nó khác nhau, cái màu nó khác nhau, hình như là không tí nó có cái bì to rồi mình bỏ. Cái phần ở dưới thì màu nào cũng được. Đúng rồi, và đa số các bạn nữ á mà đây là một cái truyền thống dân tộc của người Lào và các bé gái á, thì được quấn xà gông nhìn rất là dễ thương ha. Anh có một cái câu hỏi vui đối với nhân như thế này nè, các bé như thế này tuổi nhỏ như thế này đi học á thì các bé lại đạp xe đạp đến trường, có bé thì lại đi bộ, nhưng mà mặc cái xà gông như vậy thì sao đạp xe đạp? Em có tự hỏi không? Đây là các anh Hòa đang chuẩn bị bánh anh Hòa ha. Đúng rồi, bánh có nước không anh? Có nước, mình lấy nước đây cũng được. Chờ đi để mà phân phát ra các phần quà thì chắc có lẽ là anh sẽ trao đổi với lại cô giáo ở đây. Rồi có bao nhiêu học sinh và có bao nhiêu lớp và học thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ anh qua đây? Nói trên thời gian học thì của học sinh ở đây là từ 8 giờ cho tới 12 giờ kém là nghỉ, và chiều họ từ 1:30 cho tới 4 giờ hơn. Dạ, qua đây đi anh, mời anh qua đây đi ha. Anh có thể trao đổi với cô giáo trẻ trẻ xinh xinh ở đây nè. Hỏi cô là ở đây có tất cả là bao nhiêu bạn học sinh giùm em? Đây nãy cô giáo nghe nói là cỡ 200 hơn người đó. Được chia ra làm học 2 buổi hay là 1 buổi không? Anh và khó thám năm a chan nó ta bài đi đích nội hiền tè sậu họ len lời bỏ lư hầu nhẹ họ mà bình sậu lư len hiền lời nó hiền to lời tè sậu họ len bỏ để phát nhưng bỏ phát thiền ta bài đích nội này phát thiền cả du hiền lời. Ấy là nít ở đây học là sáng đi học từ 8:30 là đi học tới khi trưa, giờ trưa nghỉ trưa ở đây luôn.
Và khi tại vì vùng sâu mà họ đi ra vô khó khăn rồi nên họ ở đây luôn. Giờ chưa xong là họ nghỉ chưa tí xíu là chiều 1 giờ rưỡi họ học tiếp luôn tới giờ này. Có tất cả là bao nhiêu giáo viên ở trong trường này ạ? Ồ, anh và khó thám a chan son này du niên lúa mất hàng chắc con. Hốt Anuban thì hốt tổng hết là 5 người chính, còn 1 người thêm nữa là 6 người. Nắc dĩ ảnh là nắc dĩ ảnh này luôn bất điếc nổi này chắc hôn rồi. Lọt bài nè. Lọt chế chiếc cậu nè. Lọt chế chiếc cậu nè. Lọt ở đây là 100 loại chết chiếp cậu nữa, loại chết chiếp cậu 179 người, gần 180 người học sinh ha. Là đây là mới chỉ số là chưa đầy đủ, có một số là mấy đứa nhỏ còn bệnh, cũng có ốm đau cũng có, nên là chưa đầy đủ. Ở đây thì có cô hiệu trưởng đây không anh? Anh cho khó thám là nếu mi a chan pin phụ nhảy du quần này mi mi phải bỏ hôm nào quá hôm nào phân phát xung ấy là hiệu trưởng lớn nó vậy đi họp ở ngoài huyện rồi. Anh hỏi giùm các cô á, là các bé ở đây đi học có xa lắm hay không, và nhà của các bé thì ở trên đồi hay là đường bằng phẳng như thế này? Anh và khó thắng là điếc nổi như thì hôn nghĩ anh chuồn lái này điếc nổi như bồn cày bò lưu dư cày không? Như khoai nhà bạn. Khoai nhà bạn không? Rồi. Tao vào thang cả bay cả sơ đùa như bò. Cấp hãng khả màu mà này bớt. 3 kg. Ồ. Như bọn anh ý là có những người trẻ nè, đứa nít á, thì có người đi xa lắm cũng 3 cây số. Với tao vào thang thì điếc nổi chỉ mà nèo đây nó nhàng bỏ lưu khi lốt thịp mà. Đấy là có một số thì có ba mẹ tới đưa đón, có một số thì giống như cũng đi bộ có, và một số là họ cũng đi xe đạp điện về với lại xe đạp bình thường. Tại vì vùng sâu vùng xa thì họ cũng đi 3 cây số, nếu mà con nít đi cũng xa. Cái việc mà học phí của các bé thì như thế nào anh? Tao ba đường hà lượng ngân lượng khẩm nhưng hẳn không biết nổi mấy chị nào đây nó ngân thì mấy thân ngân nhau ngân cứ mẹ năng hi ăn hẳn hả con hẳn 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 มีแต่ว่าเงินของพ่อแม่ของไผของมันให้มากที่กินน่ะโอ้แล้วเงินรวมของอันนี้นี่บ่มีบ่ก็ของไม้ว่าก็อยากถามว่าเงินคือแบบของแต่ละคนคือแบบไปโรงเรียนพ่อแม่ฝากมาในเดือนนึงความหมายว่าเดือนนึงรายจ่ายเบิดอะไรหั่นน่ะจังว่าแล้วของของเพิ่นให้ของไผของมันพ่อแม่เขาหั่นน่ะโอ้ความหมายว่าเด็กน้อยมาเนาะไปโรงเรียนแล้วแม่โจ๊กมาให้คือจะหมดว่า 5,000 10,000 มาไล่จ่ายค่ากินค่ายานี่เลยค่ากินค่ายาเองบ่ลือนี่เลยเขาถือของกินไปนําแม่ถือของเครื่องกินมานําแล้วอยากขนมก็ต้มก็ซื้อในหาดในหยังแล้วก็มาขายนะเงินตัวพ่อแม่ให้เอาไปซื้อกินโอ้ตาตาบาเรื่องเงินนี่คือจะหมดว่าเป็นปีเล็กน้อยอย่างพ่อแม่ที่เงินเท่านั้นที่ท้องให้อันนั้นโรงเรียนบ่มีบ่มีบ่มีเลยบ่มีให้ไม่แต่เงิน หลังจากไม่แต่เงินมาเฮียนไม่แต่ให้ของรัฐบาลยังซอยไม่แต่ช่วยเฮียนนั่นน่ะไม่แต่รัฐบาลซวยนhiều đây con nít này học á là khi đi học á là cái đến trường này á là không có cái đồng tiền mà giống như mình đóng vô cho viện trợ cho cái miễn phí, nghĩa là con sáng đi học á là dù như ba mẹ cho 5-10 ngàn thì cứ giữ đó là mua bánh kẹo hay gì đó, còn cái thức ăn á là họ đi học họ đem đi theo, nghĩa là ăn sáng ăn chiều vậy đó, họ cầm đi theo họ ăn. Vậy thì cái ở cái trường này anh hỏi giùm em câu này đi, mình phát quà luôn. Cái cần nhất của ngôi trường này là cái gì, dụng cụ học tập, bút vở hay là xe đạp hay là gì? Khó chờ và khó thám vương tươm đâu nên nè có máy và hôn hi anh nè cứ bẹp phần đếc nọ nè giật hi anh nọ mấy gì tọt can nhắn mò sao và hậu giật hù và hẳn mấy mi chút cứ bẹp อ่อนยังนั่นแหละคือบางเถื่อเขาก็มีบางคนเขาก็ช่วยเหลือตื้อมานะ
เขาจะช่วยว่าคือแบบนักเรียนเนาะส่งเสื้อหรือหัดผมกับนั่นบิ๊กกับนั่นนั่นแหละเฮาอื่นๆนะนักเรียนแม่นแต่ว่าบางคนนี่เฮาว่าคือแบบโรงเรียนเฮามันยังถูกทุกอย่างยังหาแหละมันมีหยังบ่ฮะจะขอเบิ่งสิช่วยหรือตื่นนี่อุปกรณ์การเรียนแหละบางคนกับพ่อแม่บอกบ่ทันทวนถึงบางคนกับพ่อแม่อยู่ไทยอาศัยอยู่น้ำป่าน้ำน้ำพีน้ำหนองก็เลยว่าบ่ทันถึงอุปกรณ์การเรียนมีการศึกษาความต้องการเพิ่นก็อยากหาทุนเทินว่าซั่นđây nói chung một số gia đình họ nói cũng cha mẹ cũng có khi một số họ cũng đi Thái đi công việc làm gì đó, có ý là cũng có gửi gắm cho con cái giống như là cho ông bà vậy thôi, cũng lo lo nhận như là nó một số nó cũng không tới. Thôi thì chắc có lẽ là cũng gần đến giờ các bé ra về rồi. Thì bây giờ các anh em mình sẽ tranh thủ phát quà cho các bé. Tại vì em thấy ngoài kia thì phụ huynh cũng còn đợi. Thì chắc có lẽ là em với lại em Nhân với lại anh Ngân chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Nói với mấy cô là tụi em là người Việt Nam qua đây thì có duyên được đến với ngôi trường này. Cảm ơn các cô, chúc các cô sức khỏe. Anh khảo chào má tại vì tại vì khảo chào chị má cứ bẹp mà đi đi cả ความเหลื่อมมากทําอิดเนาะเขาสิมาคือแบบเขาสิไปเบิ่งสํารวจยังหั่นแหละคือแบบเขาไปลินคือไปเที่ยวนะแต่ว่าเขาก็เบิ่งหั่นบ่อนใดหั่นมันมีจุดประสงค์คือแบบถูกอยากหรือยังหั่นแหละเขาเจ้าสิมาช่วยเหลือหั่นนะนี่หลังจากนี้เขาเจ้าสิขอให้ยกหั่นขอขอบใจนําอาจารย์เด้อนั่นขอใจหลายๆขอใจหลายๆขอใจหลายๆไม่ไปยอมมันแซ่บกว่านั่นฮะNhân em có để ý cái đôi dép của các cô không Nhân? Kìa cái đôi dép của các cô kìa mang nhìn thương ghê không? Không chỉ đôi dép của các cô mà tất cả các bé học sinh nữa. Quà cho anh. Đôi dép nào của các bé học sinh ở nơi này cũng lắm đen. Đó chị cứ bỏ lộn xộn bỏ những gì. Mà đặc biệt các bé ở đây chăm ngoan lắm á. Hãy chan mò mau, có cái xe nó kẹt rồi. Đấy là mình đổ một két luôn rồi. Xin ID. Anh không nghĩ á Nhân là các cô á lại mang cái đôi dép như vậy luôn á. Một thì cứ đưa một phố nào anh đưa cho anh cầm cho anh phát để cho đứa nó chụp hình thôi, còn bao nhiêu mình đưa mình đẩy thùng đó anh đưa mấy cái bịch đi vô để anh cho anh chụp hình để anh phát để nhìn cái ngón chân nó đang mềm luôn á Nhân. Bỏ chấm hay mình nói gì mà các bé ở đây em có cảm nhận không, mặc dù là với một cái điều kiện thiếu thốn nè, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như là điều kiện đi đến trường xa xôi á, mà các bé rất là ngoan. Em thấy kìa, ôi hồi sớm giờ xếp thẳng thành một hàng dọc luôn kìa, không có nói chuyện gì trơn, lâu lâu cười miếm miếm thôi ha. Đúng là rất là trật tự đúng không? Đúng rồi. Ủa sao cái hàng của mấy bé ở giữa thì sao ba con này là đứng kim con vàng này nữa đây hàng chị đứng vô lớp á, đứng vô lớp một lớp thì không hiền hay đứng nội bật thằng ông. Ôi trời ơi, anh cũng đã từng đi dạy học á, thì đối với các học sinh ở thành thị á thì cái sự năng động nó cao hơn và các bé thì có sự hiếu kỳ hơn, còn học sinh ở nông thôn á thì thấy chất phác chất thà mà mang cái gì đó nó rất là giản dị hồn nhiên đó. Thì đối với anh ở đây giống cái trường học sinh nó rất là ngoan luôn, và các bạn ở đây hiền lành giống như là người Lào mà anh em mình đã từng gặp á. Em có cảm nhận gì không? Nó có hai khu hút cắp hút khôn. Bây giờ thì mình sẽ soạn ra thì mình không, sẽ cái phát đại diện hờ anh này phần bánh này là mình đi trao một số để mình chụp lấy hình, còn bao nhiêu mình đẩy vô thùng cho cô tự chia cho đúng cô rồi. Tự chia trong đúng lớp rồi, đúng rồi đúng rồi. Còn cái này là phần quà của cô là mình chia ra đơn thuần như nước mắm bột ngọt hay là cái gì đó vị tinh đường là mình trao cho cô 6 người. Dạ. Trong đấy có 6 người mình trao cho 6 người. Gửi cho cô nè, gửi cho các bạn học sinh. Học sinh là chỉ bánh kẹo. Học sinh là bánh kẹo đúng thôi. Rồi. Còn cô gồm có mì, gạo, nếp nè, mì nè, đường, dạ, muối, bột ngọt, mắm. Những cái thực vật dùng trong gia đình, ví dụ như kem đánh răng nè. Dạ. Có hết, ví dụ kem đánh răng. Hay khu một phần đâu anh? Mình sẽ ship vô một phần cho các bạn. Đúng rồi. Đây là bò. Thay là bò.
ý là xà bông nè, nó có xà bông gội đầu nè, kem đánh răng nè, bọt đánh răng hai một nếp, hai bịch nếp nè. Cái này phần này là 6 phần dành cho cô. Đúng rồi, 6 phần dành cho cô. Dạ, còn các phần bánh ở đây là cho các bạn học sinh. Anh da hú khèo đi, da hú khèo đi. Con bao tròn. Có cá mồi luôn. Có cá mồi không? Con bao. Anh Hòa hay quá. Có nghĩa là dùng để tiết kiệm thời gian, anh em mình còn phải đi lên cái vùng bản cao nữa, nên là nữ là mình chỉ phát đại diện thôi. Rồi cô sẽ chia ra cho các bạn học sinh ở trong lớp. Mà các lấy ở đây đợi kem đánh răng rất là văn minh nha, không nói chuyện xếp hàng ngay ngắn, và đặc biệt là các bé không có nháo nhào khi mà gặp những cái người khách đem quà đến chúng mình, rất là phải gọi là cực kỳ văn minh luôn. Dạ, da khu khèo đấy. Khu khèo ông xóm bất cứ trời ông ảnh nâng mà khu hồ nữa. Gì? Anh nâng. Cô giáo ở đây cũng là những người cô rất là khó khăn ngay tại vùng sâu á. Thậm chí mà Bùi Hồ cảm thấy sao buồn người sao á. Khi mà các cô phải mang những cái đôi dép cao su á. Có chứ, có hết chứ. Mà cô đã sử dụng rất là lâu rồi. Nhân gì cơ nó học tiền mua. Vì tắt đi. Còn bây giờ mình sẽ phát cái này cho bạn học sinh ha. Sao quá? Dạ dạ. Bèn mua. Còn cái thùng này là mình sẽ cho giao cho cô. Rồi thôi. Dạ. Để cho anh Hòa chuẩn bị đi. Hôm nay là rất cực cho anh Hòa luôn. Còn bùn ngọt không? Lít bùn ngọt, lít bùn ngọt. Bùn ngọt lấy thêm. Lấy thêm nữa, thêm nữa. Chuẩn bị nhiều lắm. Rồi. Lắm á. Hồi nãy mình quên ha, vô trong đó mình soạn trước ha. Mới chú hả? Thôi ngồi mình soạn trước quên. Xà bông cục. Xà bông cục luôn. Cưa cho neo là thúng. Xà bông cục. Chú ơi, chắc hôm nay để dưỡng danh cho chú được. Xà bông cục còn không lít đưa cho anh thêm. Nhân gì áo cưa áo gì cố bớt lên có lẽ nhiều hơn nhân cưa bèn nua là cấp phép nước mắm nhân năm pa cấp anh đi năm pa cút hả năm cút hả một phần đầy hành. À, đúng rồi, anh nghĩ là mình đủ hết là từ gạo nè, gạo tới bót đánh răng tới muối, mắm muối, gia vị đầy đủ hết. Cái này là gì? Muối hả? Này là bột ngọt. Này là xà bông gội đầu, kem đánh răng. Bông này bông giặt đồ, gội đầu. Rồi có kem đánh răng, bót đánh răng, cá hộp. Đây là dầu ăn nữa. Dầu ăn. Nước mắm đó. Nước mắm 5 pa yệt đó. 5 pa. Thôi, năm pa áo năm pa gì năm pa hành con mực đó mì đó người nghĩa là một phần nghĩa họ cho mình một thùng mì với lại một phần này cộng thêm là 6 thùng mì này 6 phần 6 người dạ có nghĩa là một phần mì với lại nguyên một phần nhu yếu phẩm đúng này rồi, đúng cái chiếc kẹo này loại tại loại cô là phạt từ tiếng con mẹ cô phạt giùm đúng rồi cái đó bánh chứ. Cái bánh thôi loại này cô chứ chưa cái này bánh thì mình vô xin loại cô đi chứ cái này sai chào luôn cả đại cái ma bây giờ thằng đúng hay đứng nồi con là nhăn đứa ở đây hay mọt hay a chan đưa cho bậu rồi có nước mắm nữa có đầy đủ hết. Anh Hòa chu đáo ghê. Mình sức yếu chứ, nhưng mà đi xa mình phải chuẩn bị những cái này cho ở vùng sâu. Tại vì một khi họ đi ra ngoài rất khó. Mình đã đi qua con sông rồi, để mất thời gian rồi. Còn một cái nữa em, nước mắm. Rồi đi ổn. Anh em đi cho dài hành hay đứng ngồi tham gia này để mang cái con em tới chụp hình giùm cho để dạy cho các chụp em hình giùm anh phát dạ. Quà bánh trong bịch dạ. Đó rồi còn một số mình chuyển đây cho cô luôn cô cái phần này là mình giao hết cho cô luôn không một phần thôi còn một phần để mình đi tiếp trong cái vùng dạ, ok dạ cô quên nữa chị xin vào đi cô giáo kêu là Vinh Hoàng mình gọi là Achan Achan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bộ những phần còn lại này á, mình sẽ nhờ đi ở đây. Thôi, có dài, bà nè, có dài. Bên bên thay bùn bà nè. Một hàng ở cha. Ông. Nhìn cái đôi dép của các cô nè. Đây cô giáo nè, thấy không? Cô bác anh chị. Thì anh cứ phát sự hình ảnh đây là một người cô giáo. Dài cho nên con mang một cái đôi dép như thế này. Cũng làm bô kìa. Cũng như anh Hòa đã có trao đổi với lại Bùi Hồ cũng như là các anh em á, thì sẽ trao luôn phần quà cho các cô và chỉ phần đại diện cho các bé, mà các phần này thì sẽ còn lại để trao cho các bé do các cô đại diện tự trao. Hút hút khôn ta ba hà khôn anh nâng cho anh U Ban đi thầy cô nâng ý hút bốn sáu người lận, ý là không, ý là cô dư một người chưa đến có việc á. Để khó thai hụt năm canh rồi đó. À, thật ra thì em rất là khâm phục anh Hòa vậy nè. Khi mà nghĩ đến các bé thì cũng nghĩ luôn đến các cô. Quà cho học sinh thì cũng phải quà cho cô. Chứ chứ để nè, sao cô? Đó, năm sáu cô ở đây mới bốn con. Các bé này sẽ nhận đại diện, còn các hùng kia là sáu hùng, cũng sẽ sáu hùng mì. 2, 4, 5 còn thiếu một hùng. Đó là có một hè nè đó, anh chàng nè đó, từ lâu khôn nè đó, hè chú mi hèn nè đó. Anh gửi luôn, gửi đấy không đó. Nè chị khó phản nè đó, chú hút khôn nè đó. Nè chị khó phản nè đó, chú con kinh con dạng đó. Mày thông minh rồi. Nó học cả, anh lẹ, bèn ao, kêu là nồi ao, sừng nôm, rồi. Có đó. Ở bên đây là có sữa nè đúng không? Có sữa mà vitamin sữa của đó. Mình đó. Sữa vitamin của mình, bánh tay, bánh rồi kẹo. Rồi những cái hành trình này là anh rất là chu đáo. Mình có chi thêm đây. Gì chi? Dạ. Rồi. Rồi. Kết. Thôi chắc có lẽ là anh em mình sẽ rồi đi lên những cái bảng quần cao ha. Thôi. Rồi khó xây nên thúng. Đây là mò phè đi đó nó và hành trình của các anh em ngay tại vùng đất Lào, một cái tỉnh phía nam của Lào, đó là tỉnh Champasak, cũng còn khá là dài. Hôm nay thì cũng có cơ duyên được đến với ngôi trường tiểu học, một ngôi trường ở vùng sâu vùng xa ở trên một cái cù lao ngay tại tỉnh Champasak. Là mình đi không tiếp biết nói gì hơn thì cũng chân thành cảm ơn cô bác quý chị là mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ hôm nay để cho Bùi Hồ có những cái phần quà thật là thiết thực với ý nghĩa cho các cô cũng như là các bạn học sinh ở tại nơi này. Xin chào. Đây nè, bánh kẹo đây nè. Dạ, các cô thì rất là mình cho vô một đỉnh luôn. Bảng nhỏ cũng được. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt. À la con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. À, trước khi mình rời đi thì các bé ở đó giơ tay chào. Dễ thương. Hãy subscribe.